Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm một món bánh hương vị lá dứa nè, rất là đơn giản và dễ làm luôn và có độ mềm dẻo để qua ngày hôm sau không bị cứng. Đó là bánh chuối xanh. Cách làm rất là đơn giản luôn và hợp với nước cốt dừa nè, với chuối xanh và thêm bột bán nữa thì mình sẽ có được một cái dĩa bánh chuối xanh rất là ngon nè. Và quyện với hương vị lá dứa nữa, vô cùng thơm luôn. Và cách làm rất là đơn giản. Bánh của mình mềm dẻo, ăn rất là ngon, có cái độ dai vừa phải. Và cách làm như thế nào thì mời các bạn vào bếp cùng mình để chuẩn bị làm món bánh chuối xanh này nha. Trước tiên là mình có 800g chuối xanh. Mình mua loại chuối già. Các bạn mua chuối á, mình lựa cho cái trái nó căng bóng như thế này nè. Và chuối của mình già thì ăn sẽ có độ bùi rất là ngon. 300g bột năng và 50g bột gạo. Tiếp theo thì mình sẽ dùng là 200ml nước cốt dừa đậm đặc để mà mình làm cái với cái phần bánh này đó. 150g đường cát, các bạn có thể dùng 120g. 200ml nước cốt lá dứa, mình dùng 30g lá dứa mình xay ra được 200ml nha. 1/2 lưng muỗng cà phê muối và 100g bột bán. Bột bán này mình ngâm với nước ấm trong 2 giờ đồng hồ thì nó sẽ nở và ngon được như thế này. Tiếp theo đến phần nước cốt thì mình có 200ml nước cốt dừa đậm đặc nè, 1/3 lưng muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh lưng bột năng và 1 muỗng rưỡi canh đường cát. Bây giờ mình sẽ cho chuối vào trong một cái nồi để mà mình nấu. Các bạn cho nước nó ngập đi cái phần trái chuối này. Mình gia đình mình có cái nồi nào hơi xấu xấu đó, các bạn cho vào mình nấu nha. Bởi vì nấu chuối nó có cái chất ngũ cho nên là mình lấy cái nồi nó hơi xấu xíu các bạn nấu đi. Rồi mình chùi rửa cũng dễ nữa. Mà nếu như mà dính cái phần mũ ở trên cái dành nồi đó, các bạn chùi không ra. Mình cho vào một xíu dầu ăn trong cái nồi, mình để cho thật là ráo nước nha. Rồi các bạn trà, rất là dễ rửa luôn. Nó sẽ cuốn đi hết những cái phần mũ của trái chuối xanh này. Chuối thì mình nấu độ khoảng tầm chừng 30 phút. Các bạn nấu cho nó mềm trái chuối á, đến khi đó mình nghiền ra nó sẽ dễ hơn. Chuối mình nấu được 30 phút rồi nè, trái chuối mình nó sẽ nứt ra như thế này. Các bạn lấy đũa mình xơm nhẹ, trái chuối mình nó lủng như thế này là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình gấp cái phần chuối này ra ngoài dĩa để cho nó thật là nguội nha. Rồi mình mới lột vỏ cái phần chuối xanh của mình nha. Thì quay sang mình sẽ nấu tiếp đến cái phần nước cốt dừa. Mình sẽ cho nước cốt vào trong nồi nè. Rất là ngon luôn. Các bạn cho đường và muối vào luôn ha. Cái phần chén bột đó thì các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước lọc, các bạn quậy cho tan bột, các bạn cho vào trong nước cốt dừa của mình luôn. Mình mở lửa lên, các bạn mở lửa nhỏ, đừng mở lửa lớn. Mình dùng giá mình quậy một chiều như thế này để cho tan bớt đi cái phần đường đó. Khi mà mình nấu á, các bạn canh nó vừa lên tim vừa sôi nhẹ thôi thì mình tắt bếp nha. Mình cho vào đây khoảng 2 cọng lá dứa nữa nếu có, còn nếu không có các bạn khỏi để cũng không sao. Bởi vì bánh của mình cũng có cái phần lá dứa rồi, ăn rất là thơm rồi. Trên dành nồi mình nó đã sôi lăn tăn như thế này rồi, các bạn dùng giá quậy nhẹ một lần nữa. Khi mà mình quậy đó thì các bạn thấy ha, nó đậm đặc lại từ từ nè, rất là ngon luôn. Và thơm vô cùng luôn á. Và mình thấy nó vừa sôi như thế này thì các bạn tắt bếp được rồi. Mình tắt bếp mình nhấc xuống ha, cái mình gấp bỏ đi những cái phần lá dứa này. Mình chỉ lấy phần nước cốt dừa thôi. Các bạn nhìn xem nè, cái phần nước cốt dừa mình đậm đặc nè, rất là ngon và thơm luôn. Bây giờ mình sẽ lột bỏ đi cái phần vỏ của chuối nè. Nó mình lột sạch như thế này. Rồi các bạn sẽ cho ra ngoài thao nha. Rất là dễ lột luôn. Ăn bánh chuối xanh này nè, nó có cái vị bùi bùi, ăn rất là ngon luôn á các bạn. Bây giờ các bạn dùng tay nè, mình bẻ nhuyễn ra cũng được. Hoặc là các bạn nhìn như mình cũng được nè. Mình đè xuống cái là nó nát ra từ từ à. Thì chuối của mình là loại chuối xanh, nó sẽ không có nhuyễn nhừ được đâu nha. Các bạn nhìn cho nó hơi hơi như thế này là được rồi. Mình làm như vậy á, thì đến khi mình ăn cái bánh á, có vị bùi bùi của chuối rất là ngon luôn. Khi mà mình nghiền ra xong rồi nè, thì mình sẽ cho cái phần bột vào nè. Bột gạo, bột năng các bạn cho vào hết luôn nha. Rồi cái phần muối các bạn cho vào luôn nè. Nước cốt lá dứa rất là thơm luôn, màu xanh lá dứa rất là đẹp, màu xanh tự nhiên của lá dứa luôn á. Rồi lúc này mình sẽ bóp, mình nghiền một lần nữa. Bởi vì chuối của mình nhiều khi còn những cái miếng to đó, bạn bóp cho nó nhuyễn hơi hơi xíu cũng được.
Tiếp tục mình cho phần nước cốt dừa vào nè. Rồi các bạn bóp nhuyễn một lần nữa nha. Mình mang bao tay, còn nếu không có bao tay á, các bạn dùng giá mình trộn cũng được. Mình làm như vậy á, bột mình với chuối á, nó sẽ đều. Nó sẽ không có ít bột và cũng không có ít chuối nữa. Rồi lúc này mình sẽ cho đường vào nè. Bột bán các bạn cho vào luôn. Rồi mình dùng giá các bạn trộn đều lại một lần nữa. Màu xanh lá dứa nhìn rất là đẹp luôn nè. Khi mà các bạn trộn cái phần bột này với đường bột bán nè, chuối nó hòa quyện với nhau, đều với nhau như thế này được rồi nè. Thì các bạn để yên đó nha, mình lấy nắp dung mình để kín lại. Độ khoảng 10 phút mình sẽ cho vào khuôn để mà mình hấp. Rất là mau luôn á, rất là nhanh ăn mà bánh ăn rất là ngon. Hôm nay mình sẽ dùng một cái khuôn như thế này, cái khuôn đổ bánh bò đó. Còn nếu không có, các bạn có thể dùng những cái chén nhỏ nhỏ các bạn đổ vào cũng được. Rồi mình thoa một lớp dầu mỏng trong cái khuôn nè, mình cho vào trong sửng luôn. Các bạn bắt lên khoảng 2 lít nước nè. Rồi mình nấu cho sôi lên. Khi mà sôi lên rồi nè, cái khuôn mình đã nóng nè. Các bạn hạ lửa cho nhỏ lại. Rồi mình đổ những cái phần bánh này vào trong khuôn nè. Thì mỗi cái bánh này mình sẽ dùng một cái giá nhỏ. Các bạn đổ đầy hay lưng thì tùy theo ý thích của mình. Mình sẽ đổ nó vừa ngang mặt cái phần khuôn này. Lần lượt các bạn sẽ đổ hết những cái phần bánh này nha. Cái màu xanh tự nhiên của lá dứa và rất là thơm luôn nữa các bạn. Thơm vô cùng luôn á. Khi mà mình đổ xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp kính lại nè. Các bạn mở lửa vừa thôi, không cần quá lớn và cũng không cần quá nhỏ nha. Thì mình canh khoảng 5 phút, các bạn dỡ cái nắp nồi ra, xả hơi một lần. Mình hấp trong vòng là 15 phút thì bánh mình sẽ chín nha. Nó các bạn canh 5 phút mình xả hơi một lần, rất là thơm luôn nè. Cái mình đậy lại. Thì bánh của mình á, nó sẽ có cái độ mềm rất là ngon luôn. Bây giờ bánh mình được 15 phút rồi nè, cũng đã chín rồi. Nếu các bạn không có canh thời gian được á, thì mình sẽ dùng một cái cây tăm. Mình xơm vào trong giữa cái bánh á. Mình thấy bánh mình mà không có dính bột trong cây tăm nè, là bánh mình đã chín. Còn nếu bột mà dính vào trong cây tăm, có nghĩa là bánh mình chưa có chín. Các bạn sẽ hấp thêm độ khoảng vài phút nữa. Thì khi nào mà bột không có dính vào trong cây tăm là bánh mình đã chín. Khi bánh mình chín nè, các bạn lấy ra ngoài. Khi mình lấy ra, mình tắt bếp hoặc là mình hạ lửa cho nhỏ lại để không có bị phỏng tay nha. Bánh mình rất là đẹp và thơm luôn. Thì mình lấy ra rồi, còn bao nhiêu bột đó thì các bạn cho vào khuôn, các bạn đổ tiếp tục đến khi nào hết những cái phần bánh của mình thôi. Cái mâm bánh của mình nè, nhìn rất là đẹp luôn á các bạn. Màu xanh tự nhiên của lá dứa, không hề có một chút phẩm màu luôn, rất là thơm luôn. Thì khi bánh đã nguội nè, mình sẽ lấy cái phần bánh này ra ngoài dĩa đó, là mình thưởng thức thôi. Ăn kèm với nước cốt dừa nè, có cái vị bùi bùi của chuối, béo béo của nước cốt dừa, hòa quyện với cái phần bột năng nữa. Bánh của mình nó không bao giờ bị cứng nè, rất là mềm dẻo và ngon luôn. Và ăn rất là thơm nữa. Cách làm thì cũng rất là đơn giản luôn. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian là mình có được một dĩa bánh ngon lành như thế này để mà mình ăn rồi. Vừa an toàn, vừa hợp vệ sinh mà lại vừa ngon miệng nữa. Bánh của mình rất là mềm dẻo nè và rất là thơm luôn. Nếu mà các bạn ăn không hết á, mình có thể để qua ngày hôm sau mình ăn cũng vẫn được nha. Bánh mình không hề bị cứng chút nào luôn á. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới nè, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.